Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Gánh nặng của Đàm Tùng Vận sau Quy Lộ. Sau thành công của Quy Lộ, tác phẩm lãng mạn đóng cùng Tĩnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận đã hoàn thành xong dự án mới. Phim truyền hình Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao do Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đóng chính vừa chính thức đóng máy, được chuyển thể từ tiểu thuyết Diệu Trốn Phồn Hoa Gặp Được Người của tác giả Cựu Nguyệt Hy. Phim xoay quanh tình yêu và hành trình trưởng thành của Kỵ Tinh, Đàm Tùng Vận và Hàn Đình, Hứa Khải. Kỵ Tinh được xây dựng là một hình mẫu nhân tài của ngành khoa học kỹ thuật. Để thực hiện ước mơ của mình, cô sẵn sàng nghỉ việc để tự thân khởi nghiệp. Hành trình ban đầu của Kỵ Tinh gặp nhiều khó khăn, thậm chí tuyệt vọng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hàn Đình, tổng giám đốc công ty y tế Đông Dương, công ty của cô mới có thể đi đúng hướng. Nhờ có thời gian tiếp xúc và làm việc cùng nhau, mối quan hệ của Kỵ Tinh và Hàn Đình dần thay đổi. Từ đồng nghiệp, đối tác, họ trở thành một nửa không thể thiếu của nhau. Theo truyền thông Hoa ngữ, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao dự kiến sẽ phát sóng vào quý 2 năm 2024. Đây là dự án mới nhất của Đàm Tùng Vận sau thành công của Quy Lộ. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến trái chiều. Theo đó, trong loạt ảnh hậu trường được hé lộ, khán giả cho rằng tạo hình của nhân vật Hàn Đình và Kỵ Tinh của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn chưa thật sự giống với nguyên tác. Điều này khiến họ thất vọng. Phần khác, tính cách của nữ chính Kỵ Tinh trong chuyện gây tranh cãi khi lương thiện, chăm chỉ cầu tiến trong công việc, nhưng đôi khi vì muốn thành công sớm nên có chút háo thắng, bốc đồng. Người xem hy vọng khi lên phim, tính cách này của Kỵ Tinh sẽ được cải biên để tránh việc nhân vật bị ném đá. Tuy nhiên, một số khác cho rằng ngoại hình của diễn viên không cần quá giống với mô tả trong truyện, chỉ cần khi lên phim họ lột tả được cảm xúc, tính cách của nhân vật, đó mới là điều quan trọng. Trong khi đó, truyền thông đánh giá cao sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận. Sina nhận xét, dù kết hợp với bạn diễn nào trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp, nữ diễn viên đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả. Lối diện tự nhiên, dễ chịu của nữ diễn viên đã được kiểm chứng trong các tác phẩm trước, giúp Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao có lợi thế dù chưa lên sóng. Dù vậy, việc Đàm Tùng Vận luôn chọn các vai diễn có tính cách thông minh, hoạt bát cũng khiến hình ảnh của cô phần nào bị đóng khung. Đây được xem là gánh nặng của nữ diễn viên khi trở lại trong thời gian tới. Sina kỳ vọng nữ diễn viên sớm thoát khỏi vùng an toàn, tìm kiếm những vai diễn đột phá, cá tính hơn để có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ, khiến khán giả nhớ mãi không quên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.